Trong trailer của đấu la đại lục tập 187, Đường Tam đã bắt đầu với khảo hạch thứ 5. Nội dung của bài khảo hạch này là thách thức 7 vị hải thần thất thánh chua của đảo Hải Thần, đó là 7 phong hào đấu la. Khảo hạch này có vẻ hơi khó khăn, thế nhưng đối với Đường Tam bây giờ, sức mạnh đã được cải thiện rất nhiều. Đường Tam đã hấp thu hồn hoán của tà ma hổ kinh vương 10 vạn năm. Còn với hồn cốt chân trái 10 vạn năm của tà ma, sức mạnh của Đường Tam lại được đột phá. Và tất nhiên, đó là một cái hồn hoàn màu đỏ hoàn hảo. Sau khi hấp thu hồn hoàn và hồn cốt, đường Tam đã đạt tới đỉnh cấp 83, Chính có thể nói đường tam đã là đến cấp 84, hoặc có so với phong hào đấu la thì vẫn còn khá thấp. Thế nhưng với một dàn hồn hoàn 10 vạn năm, thêm vào cấu hình hồn cốt có thể nói là hàng đầu của đấu la đại lục. Đường tam lúc này ngoại trừ hải long đấu la 95 cấp có thể gây ra một mối đe dọa lớn hơn cho anh ta. Còn về dưới thì không có một cái phong hào đấu la nào giờ có thể làm khó được đường tam. Thêm vào đó là đường tam có đến hải lĩnh vực, một là của tu la toàn viên sát chân, một cái khác là của làm ngần lĩnh vực. Tất nhiên hai đại lĩnh vực này cũng đã được phát triển mạnh trở lên trên cực mạnh vì vậy đường tam bây giờ ngay cả khi đối mặt với phong hào đố la thì cũng không sợ với ba khảo hạch thứ năm này của đường tam người đầu tiên là hải mã đấu la ấn tượng của hải mã đấu la đối với đường tam rất tốt hải mã đấu la là một trong những người bảo vệ bảy thánh chua của hải thần ông sẽ tuân theo mệnh lệnh của hải thần đối với đối mặt với đường tam trong cuộc khảo hạch không được chủ quan ngay cả hải mã đấu la hiện tại dùng hết sức để đối mặt với đường tam chưa chắc có thể chiến thắng Rốt cuồng sức mạnh của đường tam đã đi đến đâu phong hào đấu la số 95 cấp cũng đã là một cái đe dọa chết người thế nhưng với đường tam thì nó lại khác trong cuộc chiến hải ma đấu la cũng khá bất ngờ ông đã phải vượt qua khảo hạch trong vòng 40 năm và thêm rất nhiều năm nữa mới tu luyện đến cảnh giới của phong hào đấu la nhưng đường tam mới ngoài 20 tuổi đã được tác giả búp cho phun đồ khi mà đường tam phóng xuất ra hồn hoàn của mình hải ma đấu la còn bị sốc bởi vì đường tam đã có tới tận ba cái hồn hoàn 10 vạn năm và với tư cách là một phong hào đấu la, ông ấy thậm chí không có một cái hồn hoàn 10 vạn năm nào, một người tuổi trẻ ở độ tuổi 20 thật sự khủng khiếp. Chính bởi vì thực lực của đường tam quá mạnh, điều này cũng buộc hải mã đấu la phải sử dụng đến sức mạnh của hồn hoàn thứ 9 của mình. Hồn hoàn mạnh nhất, đe kiểu hồn hoàn màu đen của hải mã đấu la, đặc biệt là cho kỹ năng tên là toàn phòng cự lãng tịch diệt quyền. Hồn lực triển khai, mượn tất cả thủy nguyên tố xung quanh hình thành sóng lớn vòng xoáy, sinh ra tính sát thương trên phạm vi, khi hải ma đấu la ở trên biển thi triển ra, không thể nghi ngờ đó chính là chỗ toàn phòng ngự cự lãng tịch diệt quyền phát huy ra tốt nhất. Nó chắc chắn sẽ đem lại sự đe dọa cho đường Tam Thế nhưng đường Tam vẫn có thể hóa giải Khi đối mặt với hải ma đô la Khuôn mặt của đường Tam rất bình tĩnh Một cái nhìn tự tin Cuộc chiến này hình như có một chút dễ dàng với đường Tam Ngay cả khi không cần quá nhiều sự bùng nổ Hải ma đô la đã không thể chịu đựng nổi nữa Cuối cùng đường Tam sử dụng hồn ký Đệ bát hồn hoàn Làm ngân hổ kình ma chi nhiếp Đây là sức mạnh của hồn hoàn 10 vạn năm Mặc dù Đệ kỳ hồn ký của hải ma rất mạnh Nhưng vẫn không thể chiến thắng được hồn hoàn 10 vạn năm của đường tam